Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Phim Việt, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những trang tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hay nhất có trong ngày. Đại họa đã xảy ra trên đất nước Trung Quốc là trận mưa khủng khiếp nhất lịch sử Trung Hoa. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, bỗng nhiên bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như đêm 30. Gió lốc cuồn cuộn kéo đến trông thật khủng khiếp, hình ảnh cơn lốc như những con quái vật đang vẫy vùng như đang vơ vét, nuốt chừng tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Đồng thời trên trời có những tiếng nổ rất lớn nghe xé tai, cảnh tượng thật hãi hùng. Có nhiều xe bị nó hút vào và cuốn lên cao, va đập vào nhau bốc cháy trong cơn lốc nhìn như vòi lửa, cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy diệt trái đất với mưa dầu, nắng lửa, động đất, hỏa hoạn khắp nơi. Khi cơn lốc đi qua, mọi người trốn chạy được thì thở phào nhẹ nhõm, bèn nhìn nhau như tự chúc mừng cho mình gặp may mắn. Nào ngờ trên trời bỗng dưng rơi xuống những mảng màu đen, xin xệt như chất nhầy đó, nhưng chất nhầy này rất trơn. Hiện nay trên những con đường đã xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc đã có hàng trăm xe tông liên hoàn vào nhau do chất nhầy ngầy gây ra, làm tài xế cố đạp thắng nhưng vô tác dụng vì nó rất trơn. Làm được ma sát của vỏ lốp không có tác dụng, có rất nhiều người quay cảnh tượng xe bị tông liên hoàn và chia sẻ trên mạng, đồng thời khuyến cáo các xe khác không nên di chuyển vào con đường này. Theo tin từ chính quyền cho biết, chất mà rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa qua xử lý. Do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy, nó dùng lực ly tâm hút lên khi nó đi qua nhà máy lọc dầu gần đó. Để đối phó kịp thời, các nhà chức trách cho các nhóm vệ sinh đi thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút và chải bùn cưa. Các phóng viên của tờ báo địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn cho biết, đây là chuyện chưa từng xảy ra trên quê hương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố của chính phủ là chính sự thật? Ông nói thêm. Nhưng chỉ đúng một phần mà chất này là dầu thô mà ai mà cũng biết. Nhưng theo tôi, cơ hội này chứng kể láo cho có tiền bỏ túi riêng về khối lượng thất thoát. Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ có điểm chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê, hàng trăm người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, có ít nhất 60 người thiệt mạng và 271 người khác bị thương sau trận lốc xoáy kinh hoàng đã tiếp tục xảy ra vào tối ngày hôm nay tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, với sức gió 23,9 m/s. Trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhà, gây hư hại hơn 130 nhà dân, làm sập nhiều lán trại tại công trường xây dựng cùng với 27 người dân và quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một nhà 180 m² của công trường xây dựng cũng đã bị hư hại trong lốc xoáy. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị lốc, biển hiệu quảng cáo bị đè vào người và họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh hai công nhân vệ sinh đang làm việc trên cao bị gió lớn quật mạnh đập vào kính cửa tử vong thương tâm. Cơ quan điều tra hiện nay đang truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan do thời tiết xấu đã được dự báo trước thời điểm xảy ra sự việc. Sự việc hiện đang gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc. Theo chiều ngày hôm qua, năm công nhân vệ sinh nhà kính ở Giang Tây Trung Quốc đang được treo trên một tòa nhà cao hàng chục tầng để làm công việc dọn dẹp thì bất ngờ cơn gió mạnh cấp 10 thổi qua khu vực này, khiến thùng treo của họ rung lắc mạnh và liên tục đập vào tường của tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã cứu được người, sau đó cố định thùng treo và đã cho họ đưa đến bệnh viện, nhưng không may các công nhân này đã tử vong sau đó. Theo các báo cáo của trang tin thời tiết địa phương, đã có một trận lốc xoáy với dòng lớn quét qua Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua với lượng mưa lớn và điều kiện thời tiết xấu. Các chuyến tàu ở Vũ Hán bị trì hoãn, nốt trong nhà ga tích tụ đến ngập nhẹ. Các biển quảng cáo cũng như gió mạnh đã thổi vỡ. Trung tâm khí tượng Hồ Bắc đã thông báo rằng lượng mưa từ 13 giờ đúng ngày hôm đó sẽ tăng cao, xuất hiện kèm theo mưa đá, dầm xét, gió giật mạnh. Gió giật ở các khu vực của Vũ Hán đạt 14 cấp và lượng mưa trong 2 giờ vượt quá 250 mm. Tuy nhiên, từ 13 giờ 30 ngày hôm đó, năm công nhân vệ sinh được cử đến để lau chùi tường kính bên ngoài của một tòa cao ốc. Một tiếng sau đó, thời tiết thay đổi đột ngột, gió mạnh liên tục quất vào thùng treo của cả hai gây rung lắc, đập mạnh vào tường của tòa nhà nhiều lần. Thậm chí trong đoạn video ghi lại hình ảnh cho thấy rõ khoảnh khắc kính tòa nhà bị vỡ và văng ra ngoài. Gió rất mạnh khiến năm công nhân vệ sinh trên cao bị đập mạnh vào kính nhiều lần. Năm nạn nhân đã bất lực bám chặt thùng treo mắc kẹt và đong đưa trên cao. Theo cơn cuồng phong, lực lượng cứu hộ đã mất 20 phút để tiếp cận và giải cứu năm nạn nhân. Hiện người đứng đầu dự án trên đã bị bắt giữ theo cục quản lý khẩn cấp. Vụ án đang cùng cơ quan có thẩm quyền điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành xác định trách nhiệm với những người có liên quan. Lở đất vỡ đê do mưa lũ hoành hành ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của nhân dân bị chìm trong biển. Nước mưa lũ liên tục, các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc ít nhất xảy ra đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và mất tích vào hôm nay, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người bị mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quý Châu tấn công 3 ngôi làng. Và ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết có ít nhất 156.000 người được di rời và 6 người mắc kẹt phải giải cứu sau vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Cảnh quan trên không cho thấy vùng đất xanh mướt rộng lớn trước đây nên đã ngập trong bùn. Theo tờ Nhân dân Nhật báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt kể từ đầu tháng 1 đến nay. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận mưa lớn liên tục từ đầu tháng này, gây ra thiệt hại cho nền kinh tế nước này vốn đã suy yếu với sự tấn công của hậu đại dịch Covid-19.
Một trận sạt lở khác vào sáng sớm ngày hôm nay tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi nhà và 96 người dân, 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi San Khánh cũng đã đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây, với nguy cơ sạt lở và các thảm họa khác trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, học sinh tham gia kỳ thi trên khắp Trung Quốc cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn đến địa điểm thi đúng giờ. Trong khi nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực, các nhân viên cứu hộ địa phương sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các điểm thi ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc vào sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, tỉnh miền Đông Trung Quốc là Chiết Giang ngày hôm qua đã đang mức ứng phó lũ lụt lên mức cao nhất dọc sông Tiền Đường giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông và dự báo sẽ còn tiếp tục đến 19 giờ đến 19 giờ cùng ngày. Mực nước tại hồ chứa Tân An Giang, công trình chống lũ quan trọng ở phía thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt 108,5m, cao hơn mức bình thường. Theo giới chức tỉnh Chiết Giang, mực nước sẽ còn tiếp tục tăng và dự kiến sẽ lập kỷ lục so với năm 2022. Hồ chứa lớn nhất miền Đông Trung Quốc vào sáng ngày hôm nay đã vận hành đập xả tràn đầu tiên sau 9 năm để hạ đỉnh lũ. Theo Tân Hoa xã, Ủy ban Thủy lợi Chiết Giang cho biết mực nước nhiều con sông tại khu vực đồng bằng chính của tỉnh này đã vượt mức báo động. Theo cơ quan khí tượng, dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm tỉnh Chiết Giang trong những ngày tới. Từ đầu tháng đến nay, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 6 tỉnh thành của Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở phía Nam trong lưu vực sông Trường Giang. Ít nhất 1.210 người đã được thiệt mạng mất tích. Nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với mưa lũ giữa lúc mực nước các con sông và hồ tiếp tục tăng cao và cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn. Mưa lớn cũng đe dọa nhiều công trình thủy điện bao gồm đập Tháp Miệp trên sông Trường Giang tại tỉnh Hồ Bắc. Theo thông tấn xã trung ương của đảo Đài Loan, đỉnh lũ sông Dương Tử đi qua hồ Bái Hương vào chiều ngày hôm qua đã vỡ dài hơn 200m đê ở phía bờ bắc của hồ Định Đồng, huyện Vĩnh Tô, tỉnh Giang Tây. Theo truyền thông Đại Lục, cơ quan phòng chống lụt bão huyện Vĩnh Tô cho biết khu vực địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê gồm có 80.100 mẫu đất canh tác, tổng diện tích đến 41.000 km², đe dọa sự an toàn của 31.000 người dân. Công ty thủy điện và thủy lợi Giang Tây đã cử nhân viên đến hiện trường để chặn đê, nhưng nước từ con sông bên ngoài đã đê được tu sửa vẫn chảy với tốc độ lớn. Việc chặn đê là rất khó khăn nhưng vật liệu bằng lá nhỏ thả xuống đã bị nước cuốn trôi, bởi vậy những người cứu hộ đã phải dùng đá to. Tuy nhiên, công trình phòng hộ lũ lụt động đình tốn rất nhiều nguyên liệu, để sửa chữa đoạn đê này cần khối lượng vật liệu làm việc rất khó khăn. Ước tính không thể sửa chữa lỗ hổng vỡ đê trong thời gian ngắn. Hiện tại mực nước hồ Động Đình ở tỉnh Giang Tây tiếp tục dâng cao. Ít nhất 4 trạm quan sát đã vượt quá mực nước trong thảm họa lũ lụt năm 1998, năm 2020 và đã phá vỡ kỷ lục lũ trong đợt lịch sử của hồ Động Đình vào tháng 6 2 năm trước. Tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng theo giám sát vệ tinh. Diện tích bề mặt hồ Động Đình và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 3.900 km², lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, trong 10 ngày tới mưa lũ xuất hiện trở lại ở vùng trung du, vùng hạ lưu và sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc Giang, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác. Ở một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông Đại Lục cảnh báo tình hình kiểm soát lũ ở trung hạ lưu sông Vương Tử sẽ rất là nghiêm trọng trong vài ngày tới. Cần ngăn chặn sự phát hiện của các thảm họa như lũ lụt các con sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh đất đá sạt lở. Người dân không nên chui vào những chỗ trũng. Tổng cộng có 17.000 người đã bị ảnh hưởng bởi 6 tỉnh thành và khu tự trị. 30.000 ngôi nhà bị sập và 9 con sông xảy ra lũ lụt vượt mức lịch sử trong mùa hè năm 2020. Trong khi mưa lũ bão gió đang tàn phá đại lục, chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia hàng xóm gây phẫn nộ cho toàn thế giới. Ông Tập vẫn đang mải mê cho quân đội tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam chúng ta. Theo tờ báo Tuổi Trẻ cho biết, Bắc Kinh liên tục có các đợt tập trận kéo dài ở Biển Đông gần đây. Các cuộc tập trận này chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3, đợt 2 từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4. Khu vực tập trận trong hai đợt này nằm giữa tỉnh Hải Nam và Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới dồn dập sự tập trung vào tình hình Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông, tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về các cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Kat Taylor, Học viện Văn phòng của Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch từ trước, phục vụ một số mục đích như đào tạo thích hợp các nền tảng công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng giữa hải quân và không quân. Theo chuyên gia người Úc, các cuộc tập trận của hải quân và không quân Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 bao gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp. Lực lượng không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia một vòng xoáy hành động trả đũa ở Biển Đông, là cách khác mỗi bên phản ứng lại các hoạt động quân sự của bên kia, giáo sư Taylor nhận định. Ông Taylor cho rằng các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chứng minh khả năng cụ thể, quyết tâm chống lại sức mạnh hải quân của đối thủ. Các cuộc tập trận ở ban đêm và rạng sáng của họ để đáp ứng thời điểm của các hoạt động không quân của đối thủ. Theo một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học của Công nghệ Quân sự ở Bắc Kinh, lịch trình huấn luyện mới nhằm đáp ứng các hoạt động của máy bay và tàu sân bay. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!